Trung Quốc đập nguyên con tiêm kích Su-35 của Nga lấy sạch công nghệ viễn cảnh kinh hoàng như thế nào? 24 máy bay Su-35 không thể khiến cho không quân Trung Quốc trăng gấp đôi sức mạnh, nhưng đó sẽ trở thành thứ giúp cho họ mạnh hơn trong tương lai. Tất nhiên, cái giá phải trả là không rẻ. Hãng thông tấn TASS đã dẫn nguồn cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga cho hay, nước này đã hoàn thành việc chuyển giao 24 máy bay Su-35 cho Trung Quốc. Theo hợp đồng, thì tất cả các máy bay chiến đấu Su-35 đã được giao cho khách hàng nước ngoài, tức là Trung Quốc. Nguồn tin cho biết, Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên của dòng máy bay Su-35 của Nga. Hợp đồng trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ được ký kết vào năm 2015, bao gồm không chỉ máy bay mà còn là các linh kiện, phụ kiện kèm theo, động cơ, dự phòng, đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật. Với sự có mặt của 24 máy bay Su-35, chắc hẳn thì nhiều người sẽ tự đặt câu hỏi vậy giờ sức mạnh không quân của Trung Quốc sẽ tăng tới mức nào? Câu trả lời sẽ không khiến ít người ngỡ ngàng. Sức mạnh vẫn thấy không lên cũng chẳng xuống. Thật vậy thì với diện tích lãnh thổ thuộc top 5 thế giới, không phận gồm cả mặt đất và trên biển cực lớn, thì 24 máy bay tiêm kích Su-35 mà Trung Quốc mới nhận tiền Nga sẽ chặn thấm tháp vào đâu. Theo các tài liệu quốc tế không chính thức thì hiện không quân Trung Quốc được trang bị 2.700 tới 3.000 máy bay các loại và số lượng sẽ còn tăng. Trong đó thì máy bay chiến đấu khoảng 1.700 chiếc gồm có tiêm kích, cường kích, máy bay ném bom chiến lược. Về phần số lượng máy bay tiêm kích đóng vai trò xương sống trong không quân Trung Quốc, hiện có hơn 800 chiếc tiêm kích Su-27-30, J-11 và J-10. Vậy nên 24 chiếc thật sự là quá nhỏ bé so với các nhiệm vụ của không quân Trung Quốc hiện nay. Do đó, thì nếu thực sự muốn phát huy sức mạnh của Su-35 nhằm thay đổi toàn diện lực lượng không quân, thì Bắc Kinh cần thiết phải mua thêm loại máy bay này. Tuy nhiên thì hiện chưa có thông tin Bắc Kinh muốn có thêm Su-35 trong tương lai, thậm chí chẳng thể loại trừ việc sẽ không có thêm Su-35 tiền nga. Nếu có thì sẽ không có nhiều, bởi khoảng 10-15 năm nay, thì Trung Quốc thể hiện rõ họ muốn đi theo con đường tự lực tự cường, tự sản xuất máy bay, bay bao hàm mọi công nghệ. Vậy Show 35 sẽ đóng vai trò gì với Trung Quốc? 2,5 tỷ đô la Mỹ không phải là khoản tiền nhỏ. Quy ra chi phí một chiếc lên tới 100 tới 150 triệu đô la Mỹ, tính cả vũ khí cùng với các khí tài khác kèm theo. Viễn cảnh kinh hoàng, Đó là điều mà chắc hẳn Moscow không muốn nghĩ tới dù rằng họ đã quá quen với việc này khi bán vũ khí cho Trung Quốc từ thời Liên Xô đến tận ngày nay. Nói đến đây thì nhiều người chắc hẳn đã đoán ra vấn nạn sao chép vũ khí một cách trái phép của Trung Quốc. Từ thời Liên Xô thì Trung Quốc đã sao chép máy bay xe tăng các loại súng ống và xuất khẩu ra nước ngoài kiếm lời đã quá nổi tiếng. Đến thời Liên bang Nga Đòn đau nhớ nhất là việc Trung Quốc sao chép dòng máy bay Su-27 và tạo ra mẫu tiêm kích J-11, J-16. Có thời điểm thì họ còn tham vọng xuất khẩu J-11, thế nhưng Moscow đã nổi trận lôi đình, khiến cho Bắc Kinh chuồn bước. Không chỉ Su-27, vô vàng công nghệ gồm cả tên lửa, radar, xe tăng nổi tiếng của Nga hiện nay đều đã bị Trung Quốc sao chép hoàn toàn và thậm chí còn cải tiến hơn thế. Thế nhưng sự việc tương tự nếu xảy đến với dòng máy bay Su-35 thì không phải là quá lạ lùng. Hiện nay thì Trung Quốc đang trong quá trình phát triển một loạt các chương trình máy bay chiến đấu nội địa như là J-10 cải tiến, J-11 cải tiến, J-20 và J-31, nhất là các dòng tiêm kích tàng hình thế hệ số 5 như là J-20 và J-31. Hơn bao giờ hết thì Trung Quốc được cho là đang rất khao khát các công nghệ quân sự mới để hoàn thiện những đứa con đẻ mang tật. Ví dụ chi tiết hơn, động cơ AL-41F1S trên Su-35 đã được Nga sử dụng cho loạt sản xuất đầu tiên tiêm kích thế hệ số 5 Sukhoi Su-57. Có được loại động cơ này, rõ ràng máy bay J-20 sẽ xứng với phân loại máy bay thế hệ thứ 5. Theo một số nguồn tin thì J20 sử dụng động cơ thái hành VKS10 do công ty Thẩm Dương sản xuất theo công nghệ động cơ Charles Bonfan CFM 56 của châu Âu vốn dùng cho máy bay chở khách. Gần đây thì Trung Quốc thử nghiệm thành công trước công chúng phiên bản VKS10 với vòi phun có thể chỉnh hướng hay là hệ thống kiểm soát vector lực đẩy TVC. Tuy vậy thì cũng có nguồn tin cho rằng động cơ VKS-10 hiện không ổn định, không đáng tin cậy. Vì hiệu suất có chăng nó chỉ ngang với động cơ AL-31F của Nga vốn dùng trên tiêm kích thế hệ thứ tư như là Su-27-30. Do đó thì lúc này đây chắc chắn rất khao khát muốn có động cơ mới mạnh mẽ tương đương với danh hiệu máy bay thế hệ thứ năm của J-20. Nga rút ra bài học nếu liều là mất nguyên con. Dĩ nhiên thì Moscow không phải là trẻ con với việc nhận quá nhiều bài học trong quá khứ. Họ chắc chắn phải cân nhắc rất kỹ trước khi bán tiêm kích Su-35 cho Bắc Kinh. Trong một bài báo đăng vào tháng 1 năm 2017, thì mạng quân sự Sina cho hay, tiêm kích Su-35 mà Nga bán cho Trung Quốc được trang bị công nghệ chống sao chép đặc biệt, chuyên dùng để trị chuyên gia Trung Quốc lau cá. Cụ thể là các động cơ AL41F1S lắp trên Su-35 được phủ một lớp vật liệu chặn tia x quang và các phương pháp soi chiếu. Có nguồn tin còn cho rằng động cơ cũng được hàng chết, tuy nhiên việc này không rõ ràng vì còn liên quan tới việc sửa chữa thay mới khi cần. Cũng có thể họ làm cách nào đó để cho Trung Quốc bắt buộc phải nhờ tới chuyên gia Nga sửa chữa, thay vì tự tháo động cơ ra xăm soi. Những công nghệ này được cho là nằm trong một loạt nỗ lực của Nga ngăn chặn việc Trung Quốc tái lập lại việc sao chép công nghệ tối tân trên Su-35. Năm 2016, thì Trung tướng Yevgeny P. Bushinsky, Võ Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Nga cho biết Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn công nghệ tiêm kích hiện đại của mình rơi vào tay Trung Quốc. Vậy nên khả năng cao nếu muốn lấy công nghệ trên Su-35 như là radar, động cơ hệ thống điện tử khác, thì Trung Quốc có thể phải phá hỏng toàn bộ máy bay lấy thứ họ muốn và mất vĩnh viễn luôn, 100-150 triệu đô la Mỹ. Dĩ nhiên đó sẽ là sự đánh đổi có lời để lấy công nghệ tối tân nhất rồi phát triển, nhưng bản tăng cường cho lực lượng của mình trong tương lai. Còn với nước Nga thì họ xem ra cũng chuẩn bị tinh thần nếu Trung Quốc liệu ăn nhiều. Một số nguồn tin trước đây cho biết phiên bản Su-35 bán cho Trung Quốc khác xa mẫu phục vụ trong không quân Nga. Câu hỏi còn lại giờ chỉ là Trung Quốc có dám hay không mà thôi. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.